Ôi sư bụng ơi, và là bây giờ tụi mình đã vô tới luộc rồi nha. Luộc cách Paris khoảng 900 cây số, 8-900 cây số. Và phải mất khoảng 8-9 giờ xe hơi nha. Đây là mình đi xe lửa xuống Toulouse. Rồi từ Toulouse ông xã mình đón để đi đến luộc thì chạy thêm 200 cây số, 2 giờ xe hơi nữa. Xin chào mọi người nha. Hôm nay gia đình mình sẽ đến viếng thăm luộc. Luộc là một cái thành phố nổi tiếng, có một cái nhà thờ với nguồn nước suối rất là linh thiêng và được nhiều người biết đến trên thế giới vì cái nguồn nước suối đó có khả năng được chữa bệnh nha. Nhưng dĩ nhiên là không phải là ai cũng đến cũng chữa bệnh cũng hết. Có nghĩa là mấy năm một lần thì có một người chữa bệnh được hết và được kiểm nghiệm. Thì mình có thể nói là tùy duyên, không phải là ai đến chữa bệnh gì. Nếu ai đến đây chữa bệnh cũng hết thì đương nhiên là người ta đến đây chữa bệnh không cần qua bác sĩ rồi. Thì có những cái trường hợp mà được xác nhận bởi cái hội đồng kiểm tra của tòa thánh ở đây thì phải qua tới 10 năm lận nhà ở đây, họ kiểm tra 10 năm trước khi họ đưa cái tên chính thức rằng là có sự hiệu nhiệm giữa cái nguồn nước suối ở cái nhà thờ linh thiêng này, ở luộc này. Mình nói đây là mình là bên Phật giáo, mình không phải là Thiên Chúa giáo, nhà ông xã mình là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà Phật giáo và Thiên Chúa giáo thì đối với mình cũng là cái đạo, và tin hay không tin là cũng tùy mọi người nha. Mà dĩ nhiên rằng cái mình đến đây thăm luộc vì ở đây có những cái địa điểm đẹp và có truyền cái những cái câu chuyện kể về lịch sử của nó, mình sẽ nói cho mọi người biết sau ha. Thế là cái chỗ mình đi đến hotel mình thuê là nằm ở đây. Ở đây không có chỗ đậu xe, phải kiếm chỗ đậu xe nè. Hotel mình thuê có tên là Hotel Majestic ha. Đây có chỗ đậu xe, bây giờ coi vô hỏi ở trong hotel coi đậu ở đâu được. Có nhiều người đậu xe hai bên đường đây nè, nhưng mà rất là chật hẹp ha. Và đây là đến cái phòng, một phòng nhỏ thôi nha, ngủ qua một đêm vì tụi này ở đây một đêm rồi sau đó sáng ngày mai sẽ đi Lozère. Thì cái phòng này trả là 57 euro một đêm, nhưng mà chọn là ngay trung tâm thành phố, không xa lắm nhà ga. Giờ bắt đầu thu dọn hành lý ra. Có một cái tivi có bàn nhỏ. Một cái phòng tắm nhỏ, tương đối thấy cũng sạch sẽ. Đây, trong đây thì nó hỏi cho mình những cái xà bông với dầu gội đầu ha, cho ba người. Máy sấy tóc. Dưới đây là khăn lông. Cái nơi leo nó mà xoài nằm ở giường ở đây. Từ cửa sổ phòng của khách sạn nhìn ra phía bên ngoài là thấy đồi núi ha. Nhà đây đồi núi nè. Có cái thành đài đây cổ xưa gì đây không biết nữa. Ça là la vue de la fenêtre de la chambre de l'hôtel Majestic. Bắt đầu mình sẽ đi tham quan. Đây đi xuống hotel. Cầu thang đi xuống đây. Hotel này hotel cũng nhỏ thôi nha. Chỉ có 3 sao thôi. Ở nhà này cũng cổ xưa rồi. Nhìn cầu thang bên này. Mình ở tầng 4, nãy lên là bằng thang máy, mà thang máy chút xíu mà. Thang máy chỉ có để cho hai người vô được. Rồi đi xuống thì đi cầu thang bộ xuống cho nó lẹ. Nhìn kiểu kiến trúc thang nhà hồi xưa nhìn nè. Lòng vòng. Trời, đi xuống phòng hotel đây. Leo, hai. Chúc mừng. Hotel này bởi vì nó không có xa cái chỗ thánh đường lắm. Và đi bộ đến đây. Những con đường ở thành phố luộc đây nha.
đây có cái bảng chỉ đường nè, Lăng Khôt. Rồi đi xuống đây. Có những cái đồ dán tủ lạnh từ 1 đồng, 3 đồng, tới 1 đồng rưỡi. Thế mua kỷ niệm. Những nơi mình đi qua mình mua cái gì đó mình dán tủ lạnh, không có mua đồ nhiều tại những cái đồ lớn không có chỗ để. Họ bán cả những cái chai lọ để cái nước suối thánh ở trong đây nè. Để cả cái nơi sản xuất của tượng này. Chẳng hạn tượng thánh này là để sản xuất ở Việt Nam và bên Ý nè. Và đây là tượng thánh là sản xuất ở Pháp. Họ rất là kỹ ha. Đây có tiệm ăn Việt Nam. Đây có một tiệm ăn Việt Nam đây. Nơi tối này có thể sẽ ghé qua đây. Đây là những cái món ăn của cái tiệm ăn Việt An nè. Ở đây họ đề cuisine Việt Nam song phục song maison, và có nghĩa là làm tại nhà, thức ăn được làm ở nhà, súp bò, bún, nem, mì xào, bát thái, rau trái cây. Oui, ça marqué là Lăng Khôt 3 minutes. Oui, j'espère. Essayez de tenir. Dạ bác, le nom de rue. Nó đi phải nhớ cái tên đường, không hồi về lạc quên không biết tên đường ở đâu. Ta có chỉ bảng tên đường nè, Lăng Khôt 1 phút đi bộ thôi. Tiếp tục hành trình. Và đây là mình nha mọi người. Và bán rất nhiều đồ. Ở đây rất nhiều người trên thế giới đến nơi này ha mọi người. Là Leo giặt tên nha sao. Leo nè, coi nè. Kẹo nè. Wow. Leo bông bông là. Oh. Giờ vừa đi vừa kể đọc chuyện cho mọi người nha. Luộc á là nổi tiếng về câu chuyện của một cô bé. Đầu tiên là cô bé tên là Bernadette de Soubirous. Năm 1958 thì Đức Mẹ Maria đã xuất hiện trong một cái hang động ở đây bên cạnh cô bé tên Bernadette Soubirous. Lúc đó cô này mới 14 tuổi. Cái hang động có tên là Mazabelle. Và thánh điện Đức Bà Luộc còn được biết đến với cái dòng nước suối kỳ diệu. Vì như câu chuyện như sau, 1862, một người có tên là Catherine bị co quắt tay, đa co. Thì đang kể ông đây là cái bình này để chứa nước suối đây. Thì nói tiếp là năm 1862, một người có tên là Catherine, cô bị co cơ tay. Sau khi nhúng tay vào nước suối này thì đã lấy lại được sự linh hoạt phép lạ đầu tiên này và được chính quyền công giáo công nhận sau khi kiểm tra. Và sự kiểm tra này là trải qua quá trình là 10 năm nha mọi người ha. Năm 2005, một cái bà Anna người Ý đã khỏi bệnh tim sau khi đến Luộc và uống nước suối ở đây. Thì sau khi 10 năm kiểm tra, điều tra khoa học rất là nghiêm ngặt thì giáo hội công giáo đã chính thức công nhận cái phép lạ này vào ngày 11 tháng 2 năm 2018. 2008 thì có bà Bernadette Moria 69 tuổi đã hết được bệnh tàn tật ở chân khi đến Luộc để cầu nguyện. Và tin tức này phải được kiểm chứng sau 10 năm mới được công bố. Vì bên Pháp thì họ không có gì đoan đồn thổi. Có nghĩa là những cái tin tức phải có kiểm nghiệm mới được công báo chính thức trên báo chí. Dĩ nhiên ở đây là hàng mấy trăm ngàn người nước ngoài trên thế giới lại đây cầu nguyện và xin ban phép lành cũng như uống nước suối của Đức Mẹ ha. Nhưng mà không phải là cả mấy trăm ngàn người đó đều hết bệnh nha. Phải tùy duyên và tùy theo cái sự linh ứng. Đây, nãy mình có thấy không có quay, phải có một người tàn tật đi ngang. Trước mặt mọi người đây có một cái dòng thác nước.
Và đây trước mặt mọi người đây là nhà thờ Thánh Điện đường ở Luộc đây, nổi tiếng đây. Devant vous c'est la sanctuaire de Luộc là Saint-Michel. À cái này là cửa tên Saint-Michel. Oui, sanctuaire Luộc. On verra bien. On verra bien. Voilà. Il y en a des. Ah non, il y en a. Il y en a des basilis. Aujourd'hui, l'adoration et la bénédiction du Saint-Sacrement commencent à 17h dans la basilique souterraine Saint-Pédis. Oggi l'adorazione e la benedizione eucaristica iniziano alle ore 17 nella basilica sotterranea di San Pio X. Today, adoration of the Blessed Sacrament and blessing of the sick begins at 5 o'clock. In the underground basilica of St. Pius X. Hoy. Comment? On ne court pas, on a le temps. Oui. On n'a pas de train à prendre, ni d'avion. C'est bon. Confession. Si tu as fait des bêtises. Ah oui. Et s'il a dit pour aller à l'eau, il faut aller tout droit. Oui, oui, vers la droite, il y a un petit escascade, mais j'ai pas trop compris. Comme ça, on verra tout ce qu'il va avec les bidons. C'est chaud là, nous. Mỹ Linh sẽ xuất hiện trong cái video ít thôi, tại vì phần chính là mình cầm cái máy để mình quay phim nha, mọi người nha. Allez. Anh đi vào.